Ok, chào Như nhé. Thì cho chị hỏi qua một chút về tình hình học tập của em tại Ecop nhé. Hiện tại là em đang học ở lớp của anh chị nào nhỉ? Ok, em nói to cho chị nghe chút nhé. Em học ở bên lớp của chị Linh là được bao nhiêu tuần rồi, có nhớ không? Ok, thế không biết là trong quá trình học tập thì em thấy sự tiến bộ của mình như thế nào rồi? Mình đã cải thiện được những phần nào rồi? Là phần giao tiếp nó tự tin hơn chút. Phát âm thì cũng gọi là chuẩn hơn trước. Với cả một số pháp thì em cũng nắm được mỗi lắm. Ok rồi, thì chị cảm ơn Như nhá. Chúc em học được tốt nhá.